Mực này gọi là mực chen. Wow. Cái này là gọi là mực lá hay là mực mực nang à? Bên gì? Bên đừng xé chậm. Con đi được 2 kg không? Được chứ, vui á. Hơn cái chứ hiện. Tao chụp mực rắn rồi. Cái này là lưới hay cao anh? Cao. Hắn ăn cái chi anh? Mồi là cái gì? Mồi. Nhưng mà mình cái mồi là mình bỏ cái mồi gì? Để có quá nghe nó ăn không? Mực cái nục. Bỏ cái nục. Mấy thứ tôm buông đó. À. Ừ. Có rất người luôn. Ừ, có rất người luôn. Có rất người luôn. Giống con rùa. Từ xương nó to dở. Nó lấy cái tua nó móc cái lưỡi cao hay là cái miệng á, nó lấy cái gì nè? Cái gì? Làm sao nó dính cái lưỡi á? Nó ăn vô đây nè. Đó hả? Cá lại hùng đó. Cá dữ luôn hả? Cái là mực nang là vì cái này đây hả? Đây là cái non đó, là đạt ăn một non đó. Ừ, mình dám mua được mua được. Ở Lý Sơn mình là mực nhiều nhất là mực gì? Mệt, có gì cũng nhiều. Hả, dừa mực bó. Vì đó mình phải lóc cái da ra nè. Cái dừa nó không nốt. Dài lắm hả? Nó cùng trâu. Đi chơi. Giờ mình coi thì có con cá nục này không nghe. Trời ơi vui nha. Đức thám. Con mắt nó nè. Chỉ có một con á. Ôi tươi. Con mát mà. Bực nè, cao cái gì bỏ qua rồi đó. Cái này cái gì? Cái này non. Có chim mực. Cái này ở đi câu ở xa Lý Sơn mình. À, cái non cũng mực rồi thôi. Nó đủ sữa không có mà. Ở trong gần xứ mình tam cũng cái làng cũng có. Cũng có hả? Nhất. Rồi chị Hai làm món gì đó chị Hai? Công việc. Cái này lục gỏi. Lục làm gỏi hả? Ở cái gà bây giờ bà bỏ. Cái này gọi là cái gì? Hả? Cúp bị cái gì? Cúp. Rồi chưa đã phải bị không. Không đi chơi trừ đâu ăn nữa. Con nào mà dâu xứ cái này 1 tay 1 triệu. Con này 1 tay 1 triệu. Mỗi biết là một nó tính mỗi. Đúng rồi, tại vì người ta kinh doanh mà. Nhà hàng. Để xuống thằng bà lấy quay cái ấp gì chị Quế. Không. Ê, chị Quế nhờ mấy lượt chó. Cái này là rong biển phải không? Hả? Loại rong biển vậy nè. Dạ. Đỡ bệnh nè. Rong biển. À, đó đang coi gì không? Hả? Còn lát để anh chạy đi lái. Lát không? Mực này là còn thường là hấp hay là món gì? Không,
đây cột cái túi à, cái này cột cái túi mặt cột cho nó không ra cũng khỏi bị đổ ra đó. Con nó sẽ đưa cái lửa xịt ra cái rồi đó thun luôn á, bỏ luôn một cục á. Nó màu đen không? Bực một nắng có phải là làm bằng cái này không? Cắn nhậu sạch nước rồi. Không phơi một nắng á, xong rồi nướng á, không biết có phải từ mực này. Bỏ đen có một chén. Phải khô đó. Mực này ăn nát sụt khô, mực này cũng qua cũng nát. À này là dài mà phơi khô lại là 4 kg biết được 1 kg. Dạ. Vì con đi đâu đó? Đâu? Chị gần được cầm tiền đi đâu đó? Đi mua ốc hả? Ốc gì? Bữa xé thịt cũng thử. Bữa xé thịt cũng thử. Giống như lọc da ếch cái gì? Ăn ếch nữa à? Thịt cũng thử nữa. Mực lại ăn có ngon nhất. Cái giò. À cái đó. Rồi dắt xe ra đây. Rồi đi, tao nhìn con mực. Thôi. À, hai cái tay. Cái bài. Nhìn thấy muốn ăn sống luôn á thiệt. Với chín rưỡi á. Là bên thằng tôi đó. Thằng Quốc là ăn sống luôn á. Đấy, cái này là cái ép bà con. Là ăn mù tạt đó. Cắt ra. Xíu cho chú mượn cái stream này của con nghe. Stream này tên là gì? Sao stream á? Stream đâu biết. Stream đâu có biết. Con biết stream á. Ừ, mặt này nào. Chú, cái mặt màu đen ý hả? Ui. Trứng à? Dập rồi. Nhét bé mặt ra ra bi. Chịu đâu. Chắc nước rồi đó mà. Đó mà bờ kia đập rỡ quá. Chưa. Gió mà. Bà nó mua bánh trớn. Bà gần nhà bà mua á. Bà hối á. Dạ. Mua đồ nghe điện thoại. Ờ. Ông chẳng có biết á. Mua đồ nghe điện thoại một hả? Con bữa mua đâu rồi đó. Thử đi mua đâu đó. Mua cá bọt với con bọt với thôi chứ. Chóc làm tay. Đó. Chơi bấy mặt, chơi bấy mặt. Con biết cái túi màu đen đó để làm chi con mực, để làm chi hả? Hả? Khi mà kẻ thù tấn công hắn á. Là làm chi ra. Thôi rồi. Phun ra. Rồi thái. Xong rồi nó chạy. Đúng rồi. Cho cái phần khói thái khói ăn. Chạy đâu. Nó đứng ngủ luôn. Có lá rồi. À. Tôi đèn ấy ở mang rồi. Ừ. Tôi đèn đó. Có bò. Đèn nó không mình không mang được. Cái tại ăn gì ra nó màu đen vậy. Rồi xong. Cứ này hết nửa ký rồi. Đâu ba lạng này. Bò có cục trắng rồi cháu gần ít không mang được. Khi mà nó ở dưới nước mà nó trong suốt luôn á thì nó giống như cái màu nước á. Ừ. Nó biến đu màu. À. Trang có đèn có trang rồi mất có đúng biến đu thế này.
để biết ôi cho quen ra cái còn chứ, ví dụ như dần nay giờ mà lên tàu đi cao mới vui này hả. Rồi người đi lên tàu đi cao đi. Cao xong thì về đi. Thì sáng mai con với cháu đi cao cha. Nó được nước lại nha. Ừ. Con nó có lưỡi cao chưa? Có rồi. Là chuẩn bị sẵn đi. Có cứt luôn rồi. Có. Có mỡ luôn rồi. Thế dạ, chưa có mỡ. Màu của con là kẹo à? mỡ là quá. Hạt ai nữa? Để cho con này. Đây. Nhân lợi phẩm của mình nè. Đó. Hả? Chụp. Dài kinh khủng luôn. Cô tí nữa. Ừ. Còn hết nhiều cô tí. Wow. Mà nói cái này ngon nhất. Ừ. Cứ ăn giòn. Giống như là cái lát cơm dừa á hả? Là con chưa ăn khi nào một miếng. Chụp dừa chụp dừa qua cũng được. Đồ sẵn á. Bây giờ chú quay con nghe. Con sẽ giới thiệu về món mực này. Không biết. Là con mời mấy bạn ở trong đất liền ra đây đi câu mực với con được không? Đồng ý không? Cái răng mình định rủ bạn mình ra đây chơi chứ. Đã có bọn đang mình thì mấy bạn ở trong đất liền á nhiều lắm, mấy bạn ở Đà Nẵng nhiều lắm. Bây giờ đang nghỉ hè đi học cho cha lớn rồi mấy gái người ta mới có bọn đó. Rồi bây giờ đây nè, để giới thiệu đi, con tên gì? Hả? Con tên là Nghĩa Phong Tứ Thầy. À. Con năm nay là học bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Nay lên 10 tuổi. Con 10 tuổi, con học lớp mấy rồi? Nay lên lớp 4. Nhìn chú nè. Nhìn vậy là con học trường gì? Trường Sơ Hội Quỳnh. Trường gì? Trường Sơ Hội An Quỳnh. À,